báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án Hồ Duy Hải ngày 10 tháng 2 năm 2015. Hà Nội ngày 10 tháng 2 năm 2015, báo cáo kết quả nghiên cứu vụ án Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người và tội cướp tài sản tại tỉnh Long An. Kính gửi thành viên đoàn giám sát, tôi tên là Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Thực hiện sự phân công của đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn giám sát, tôi đã tiến hành nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải và xin báo cáo về kết quả nghiên cứu như sau. 1. Nội dung vụ án. Bị cáo Hồ Duy Hải sinh ngày 6 tháng 7 năm 1985, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số 129/39, đường Nguyễn Trãi, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Văn hóa lớp 12/12, nghề nghiệp chưa ổn định, tiền án tiền sự chưa, bị khởi tố ngày 29 tháng 3 năm 2008, tạm giam ngày 21 tháng 3 năm 2008. 1. Tóm tắt nội dung vụ án. Theo bản án hình sự phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh thì nội dung vụ án như sau. Khoảng tháng 10 năm 2007, Hồ Duy Hải đi mua điện thoại di động từ thành phố Hồ Chí Minh về Tân An nên quen biết chị Nguyễn Thu Vân là nhân viên bưu điện Cầu Voi. Qua tìm hiểu, Hải biết số điện thoại bưu điện Cầu Voi nên Hải sử dụng số điện thoại di động số 0909015712 điện vào số 592008 để đặt mua báo thể thao với chị Vân. Qua các lần nhận báo, Hải biết thêm chị Nguyễn Thị Ánh Hồng là nhân viên bưu điện Cầu Voi. Khoảng 19 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, Hồ Duy Hải điều khiển xe mô tô Way biển số 62F3040 của dì ruột Nguyễn Thị Len đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh tại khu A thị trấn Thủ Thừa. Nhận điện thoại của Võ Lộc Đang và cầm điện thoại với giá 1 triệu 500 nghìn đồng. Sau đó Hải chạy xe về trả cho chị Len, rồi lấy xe của chị Nguyễn Thị Rưỡi là dì ruột của Hải và điều khiển xe đến xã Nhị Thành đưa cho Đang 1 triệu 350 nghìn đồng. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Hồ Duy Hải đến bưu cục Cầu Voi. Hải đậu xe phía trong cổng rào và đi vào phòng giao dịch gặp chị Nguyễn Thị Thu Vân đang ngồi trực. Hải chào hỏi và đi thẳng vào phòng trong, sau phòng giao dịch, ngồi giữa ghế sofa. Chị Hồng từ phía sau lên ngồi nói chuyện với Hải và mời Hải uống nước. Khoảng 10 phút sau, Hải mượn điện thoại di động hiệu Nokia 1100 vỏ màu đen, bàn phím màu trắng của bưu điện dùng để nạp cát cho khách hàng để bấm các chức năng máy một lúc rồi bỏ trên bàn. Khoảng 20 giờ 30 phút, bưu điện nghỉ, chị Vân vào trong phòng nơi Hải và Hồng đang ngồi. Hải đưa tiền cho chị Vân mua trái cây về ăn. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh ý định quan hệ sinh lý với chị Hồng nên Hải nắm tay kéo Hồng vào buồng. Hải đẩy chị Hồng nằm ngửa xuống đi văng loại xếp. Hải dùng hai tay nắm hai tay chị Hồng. Chị Hồng phản ứng dùng chân đạp vào bụng Hải. Hải buông chị Hồng ra, chị Hồng ngồi dậy chạy về phía sau cầu thang là khu vực bếp nấu ăn. Hải đuổi theo, nắm kéo chị Hồng xô vào góc tường gần chân cầu thang. Chị Hồng kêu, Hải sợ phát hiện nên Hải dùng tay đánh mạnh vào mặt, bóp cổ và đẩy Hồng ngã xuống sàn gạch, rồi lấy thớt tròn đập vào vùng mặt và vùng đầu, làm chị Hồng bị ngất. Hải lấy dao inox dài 30cm x 3cm trên mặt bàn nấu ăn, tay phải cầm dao, tay trái nắm tóc chị Hồng rồi cắt qua lại hai cái vào cổ chị Hồng. Thấy chị Hồng nằm im, Hải đi ra phía sau phòng vệ sinh rửa dao và tay cho sạch máu. Hải dắt dao vào lưng quần phía trước bụng rồi đi trở vào. Đến cầu thang, Hải nhìn thấy Vân đi mua trái cây về. Chị Vân kéo cửa sắt xuống, đóng cửa và đi về để bịch trái cây trên ghế salon. Lúc này, Hải cầm ghế xếp inox thủ sẵn. Khi chị Vân vừa xuống phòng sau, thì bị Hải đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch. Hải dùng tay xốc nách chị Vân rồi kéo chị Vân đến chỗ xác chị Hồng. Hải đặt đầu chị Vân nằm trên bụng chị Hồng và lấy dao inox thủ sẵn, cắt vào cổ chị Vân 2-3 cái. Do máu bắn vào tay và áo nên Hải ra phòng vệ sinh rửa tay, rửa dao và đi lên nhà trên bỏ dao vào tấm bảng lớn để cặp vách tường gần cầu thang. Sau đó Hải trở lên phòng giao dịch mở tủ thứ hai từ ngoài nhìn vào lấy 1 triệu 400 nghìn đồng, khoảng 40-50 cái sim điện thoại và đến gần bàn salon lấy điện thoại Nokia 1100 bỏ vào túi quần rồi tiếp tục xuống nơi xác chị Hồng và chị Vân nằm. Hải lấy một số nữ trang của chị Hồng và chị Vân bỏ vào túi quần và đi ra cửa sắt phía sau và sân trước, lấy xe rồi chạy về hướng nhà dì ruột Nguyễn Thị Len, kêu cửa mẹ ruột Nguyễn Thị Loan mở cửa.
Hải đi thẳng ra sân sau tắm và giặt quần áo. Sau đó Hải lấy số nữ trang trên rửa sạch, bỏ vào bịch ni lông, cất vào thùng đựng tập học rồi đi ngủ. 2. Quá trình giải quyết của các cơ quan tố tụng. Bản án hình sự sơ thẩm số 97-2008-HSST ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2008 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Xử phạt bị cáo Hồ Duy Hải tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là tử hình. Ngày 5 tháng 12 năm 2008, bị cáo Hồ Duy Hải đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án hình sự phúc thẩm số 281-2009-HSPT ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau khi xét xử phúc thẩm, Hồ Duy Hải làm đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết. Bà Loan mẹ Hải làm đơn đề nghị xem xét lại bản án phúc thẩm. Ngày 24 tháng 5 năm 2011, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định số 65QDTANDTCTK không kháng nghị bản án phúc thẩm số 281-2009-HSPT. Ngày 24 tháng 10 năm 2011, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành quyết định số 131QDKKNV3 không kháng nghị bản án phúc thẩm số 281-2009-HSPT. Ngày 17 tháng 5 năm 2012, Chủ tịch nước ban hành quyết định số 639QDCTN bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải. Ngày 4 tháng 12 năm 2014, Hồ Thị Thu Thủy, em ruột của Hải, và bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, làm đơn đề nghị hoãn thi hành án. Cùng ngày, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Long An có ý kiến đồng ý theo yêu cầu của gia đình Hồ Duy Hải hoãn thi hành án ngày 5 tháng 12 năm 2014. 2. Quá trình xem xét xử lý của Ủy ban Tư pháp. Trước việc khiếu nại kêu oan gay gắt, kéo dài của gia đình Hồ Duy Hải, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình oan sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật đã đưa vụ án Hồ Duy Hải vào danh sách các vụ án yêu cầu báo cáo cụ thể. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cử một tổ công tác gồm đại biểu Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Dương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp và một số chuyên viên phụ tư pháp văn phòng Quốc hội tiến hành gặp và làm việc với mẹ ruột và dì ruột của Hồ Duy Hải. Làm việc với Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Long An và trực tiếp làm việc với bị án tử hình Hồ Duy Hải. Tại buổi gặp và làm việc với gia đình Hồ Duy Hải tại nhà khách văn phòng Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ ruột của Hải và bà Nguyễn Thị Rưỡi, dì ruột của Hải, có phản ánh trong nhiều lần thăm gặp, Hải đã đề nghị gia đình ra Hà Nội kêu oan cho Hải. Bà Loan và bà Rưỡi đều cho rằng Hải có nhiều bản cung nhận tội và đã bị đánh, đánh nhiều đến nỗi không đi được, phải có người sát hai bên ở thời điểm trước khi xử phúc thẩm. Tại buổi gặp và làm việc với Hồ Duy Hải tại trại tạm giam Công an tỉnh Long An, Hải nhiều lần trả lời là không giết người và đề nghị xem xét lại vụ án. Khi được hỏi vì sao lại nhận tội, Hải đã trả lời do thua bóng đá, thua cá độ 20 triệu đồng nên bị áp lực, cảm giác chán nản và tới bước đường cùng. Vì gia đình đã nhiều lần cho tiền nên không còn yêu thương và cũng không cho thêm nữa. Mặt khác, sau khoảng 2 tháng từ khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra mới gọi lên làm việc nên Hải không nhớ rõ được ngày đó làm gì, ở đâu. Một số lời khai của Hải lại không đúng với xác minh của cơ quan điều tra nên không chứng minh được thời gian ngoại phạm. Khi được hỏi vì sao không thực hiện hành vi phạm tội mà Hải có thể viết bản tự khai chi tiết diễn biến sự việc, thì Hải trả lời, do nghe nhiều người xung quanh kể lại và sau khi xảy ra vụ án khoảng 1 tháng, có bạn là Nguyễn Thanh Hải, công an viên xã Nhị Thành nói nhiều tình tiết của vụ án như Vân đi mua trái cây, giết người bằng việc dùng dao cắt cổ, lấy nhẫn và dây chuyền, sau đó Hải ghép lại thông tin để viết bản tự khai. Khi được hỏi tại sao có thể vẽ được sơ đồ tại bưu cục cầu voi, Hải đã trả lời, do cơ quan điều tra hỏi theo kiểu, ở chỗ đó có bảng không, có cầu thang không, nên Hải đã ghép vào. Tại buổi làm việc với Ban giám thị trại tạm giam Công an tỉnh Long An, Ban giám thị trại tạm giam xác nhận trong thời gian hơn 6 năm giam giữ tại đây, Hải có lối sống biệt lập và không muốn trao đổi cùng các phạm nhân và tử tù khác. Có một lần bị xử lý cảnh cáo vì đánh nhau với phạm nhân khác. Năm 2008, Hải có một lần định tự sát nhưng cán bộ trại tạm giam đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn. Ngoài ra Hải có một lần viết đơn xin thi hành án sớm, một lần viết đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam, nhưng sau đó đều bỏ đi, không gửi cho cán bộ trại tạm giam. Ngày 30 tháng 12 năm 2014, Ủy ban Tư pháp đã có công văn số 2400 UBTP13
đề nghị Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cung cấp hồ sơ tài liệu về 14 vụ án hình sự, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải. 3. Kết quả nghiên cứu. Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải, chúng tôi nhận thấy có nhiều căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm vụ án này theo quy định tại Điều 273 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Cụ thể như sau. 1. Có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra vụ án. Hồ sơ vụ án thể hiện có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong quá trình điều tra. Chúng tôi chỉ nêu một số điểm cơ bản sau. A. Vi phạm nghiêm trọng quy định về khám nghiệm hiện trường. Khoản 3 Điều 150 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự quy định về khám nghiệm hiện trường. Theo đó, điều tra viên phải thu lượm dấu vết của tội phạm, đồ vật, túi liệu có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, nhiều đồ vật liên quan đến vụ án mà sau này được kết luận là hung khí gây án lại không được cơ quan điều tra thu thập, như cái thớt, hoặc không được thu thập ngay tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, như cái ghế inox, mặc dù đặc điểm những đồ vật này đã được mô tả rất rõ. Tại biên bản khám nghiệm hiện trường hồi 8 giờ 10 phút ngày 14 tháng 1 năm 2008, cụ thể biên bản khám nghiệm tại các bút lục 44, 45, 46, 47 phản ánh. Nạn nhân Nguyễn Thị Vân tư thế nằm ngửa, chân trái dạng ra và gác lên một cái ghế xếp. Khung ghế bằng inox, mặt ghế bằng nệm mút màu xanh. Trên mặt nệm có dấu vết máu quyệt và dấu vết đế dép đinh, những hạt cơm khô trên chân ghế bằng sắt trắng inox có dính máu. Trên đầu ánh hồng có một bộ phận bếp giấu hình trụ, chụp vòng trong của bếp và một tấm thất gỗ. Với những ghi nhận này thì chiếc ghế và tấm thất gỗ là những vật có liên quan trực tiếp đến vụ án, bắt buộc phải thu giữ. Nhưng biên bản khám nghiệm hiện trường thể hiện chỉ thu giữ một số dấu vết đường vân, một số sợi tóc dính trong lọc rác của bồn rửa, một đôi dép xốp màu trắng. Việc cơ quan điều tra không thu giữ ghế thớt đã bỏ qua chứng cứ trực tiếp có thể xác định tội phạm hoặc diễn biến của tội phạm thông qua dấu vân tay, mẫu máu trên các vật dụng đó, ảnh hưởng lớn đến việc xác định sự thật khách quan của vụ án. B. Vi phạm nghiêm trọng quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ. Vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thu thập chiếc ghế. Theo quy định tại Điều 66 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, thì mỗi chứng cứ phải được đánh giá để xác định tính hợp pháp, xác thực và liên quan đến vụ án. Nhưng qua nghiên cứu kỹ hồ sơ cho thấy, chiếc ghế do cơ quan điều tra thu giữ và được tòa án coi là vật chứng lại không liên quan đến vụ án. Cụ thể, ngày 25 tháng 3 năm 2008, sau hơn 2 tháng kể từ ngày khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra mới tiến hành thu giữ một ghế inox tại bưu cục cầu Voi. Ngày 10 tháng 7 năm 2008, cơ quan điều tra đã mang chiếc ghế này để tiến hành cho Hải nhận dạng. Tại phiên tòa sơ thẩm, chủ tọa còn yêu cầu đưa ghế cho bị cáo Hải xác nhận và Hải thừa nhận đúng là hung khí bị cáo đã dùng để đập vào đầu Vân. Nhưng xem xét kỹ đặc điểm mô tả của chiếc ghế thu giữ ngày 25 tháng 3 năm 2008, cho thấy chiếc ghế này không phải là chiếc ghế được mô tả tại biên bản khám nghiệm hiện trường. Biên bản khám nghiệm hiện trường chỉ ghi nhận duy nhất có một cái ghế và ghi rõ. Ngoài những dấu vết chúng tôi đã phát hiện ghi nhận như ở trên, chúng tôi không phát hiện thấy dấu vết đổ nát nào khác có liên quan vụ án. So sánh đặc điểm hai chiếc ghế như sau. Mã số tem đảm bảo. Ghế trong biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 14 tháng 1 năm 2008 ghi tem đảm bảo chất lượng mã số HPN2447052. Tem này bị rách mất một góc nhỏ ở bên phải phía dưới. Ghế trong biên bản tạm giữ đồ vật tài sản ngày 25 tháng 3 năm 2008 ghi tem bảo đảm chất lượng Hòa Phát mã số HPM244705. Chiều cao. Ghế trong biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 14 tháng 1 năm 2008 ghi khi xếp ghế lại có chiều cao là 0,98m. Ghế trong biên bản tạm giữ đồ vật tài sản ngày 25 tháng 3 năm 2008 ghi khung ghế chiều cao 67cm, khoảng cách từ lưng dựa đến nệm ngồi 25cm. Từ nệm ngồi xuống đất 45cm. Như vậy, chiếc ghế được thu giữ hoàn toàn khác chiếc ghế được phản ánh trong biên bản khám nghiệm hiện trường về chiều cao, mã số tem bảo hành chất lượng và do đó không liên quan đến vụ án. Việc xác định đấy là vật chứng của vụ án đã vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 66 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. C. Điều tra không đầy đủ, thiếu sót trong việc trưng cầu giám định. Dấu vân tay thu được tại hiện trường. Biên bản khám nghiệm hiện trường ghi nhận. Trên labo rửa có một dấu vết đường vân ở trên tay nắm mở vòi nước. Bút lục 47. Chi tiết này phù hợp với kết luận điều tra, cáo trạng và hai bản án kết luận. Sau khi giết nạn nhân, Hải có hai lần vào lavabo để rửa dao và tay dính máu. Tuy nhiên, kết luận giám định về dấu vết vân tay thu được tại hiện trường lại ghi rõ.
không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chi bản của Hồ Duy Hải. Điều này không lý giải được vì sao Hải giết người do bột phát, không có dự mưu từ trước. Một mình giết hai người, không đeo găng tay, thực hiện rất nhiều thao tác bằng tay. Sau đẩy, đánh, bóc cổ, cầm nắm các đồ vật, giết, ghế, thớt, vòi rửa, tay nắm cửa, ngăn kéo. Trong điều kiện nạn nhân bị chảy rất nhiều máu, không có việc Hải chủ động xóa dấu vết vân tay nhưng lại không để lại dấu vết vân tay tại hiện trường. Nhất là tại nơi Hải mở vòi nước rửa tay và dao, và là nơi thu được dấu vân tay khi khám nghiệm. Chậm truy cầu giám định làm cho mẫu máu bị phân hủy và không xác định được máu của ai. Cơ quan điều tra có thu được các vết máu ở cửa nhà sau và trong nhà vệ sinh của bưu cục cầu voi, nhưng 5 tháng sau, 14 tháng 5 năm 2008 mới trưng cầu giám định, dẫn đến không xác định được mẫu máu do mẫu đã bị phân hủy, bút lục 68. Không trưng cầu giám định để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án. Cụ thể, không trưng cầu giám định để xác định thời gian chết của từng nạn nhân. Xác định thời gian chết của nạn nhân là căn cứ để xác định thời gian gây án, thời gian nghi can có mặt tại nơi gây án, diễn biến thời gian của việc phạm tội và nhất là xác định chứng cứ ngoại phạm về thời gian. Tuy nhiên, bản kết luận điều tra, cáo trạng và hai bản án đều không xác định thời gian chết cụ thể của từng nạn nhân, chỉ xác định là nạn nhân Hồng chết trước, nạn nhân Vân chết sau. Trong khi đó, cơ quan điều tra hoàn toàn có điều kiện trưng cầu giám định thời gian chết, căn cứ vào tình trạng đông khô của máu tại hiện trường, mức độ tiêu hóa thức ăn có trong dạ dày của mỗi nạn nhân tại biên bản khám nghiệm hiện trường, bản giám định pháp y để xác định chính xác thời gian chết của các nạn nhân. Cụ thể, về diễn biến thực hiện hành vi giết Vân, có lời khai Hải một tay cầm dao, một tay cầm ghế đập mạnh vào đầu Vân một cái ở khu vực cầu thang. Khi Vân từ nhà trên đi xuống, tức là tư thế đối diện, kéo người Vân đặt lên trên bụng Hồng rồi dùng dao cắt cổ. Có lời khai khi nhìn thấy xác Hồng, Vân bỏ chạy lên khu vực bàn salon phòng khách. Hải chạy đuổi theo dùng hai tay cầm ghế đập mạnh vào đầu Vân hai cái từ phía sau, sau đó cắt cổ Vân rồi kéo xác Vân đặt trên bụng Hồng. Về đặc điểm con dao, có lời khai con dao rộng khoảng 6cm, có lời khai con dao rộng 3cm. Về đặc điểm cái thớt, có lời khai chiều cao của cái thớt là 10cm, có lời khai là cao 5cm. Về thời gian đốt quần áo, có lời khai đốt trưa hôm sau ngày gây án, có lời khai là đốt sau một tuần, có lời khai là đốt sau một tháng kể từ ngày gây án. Về loại trái cây Vân mua về, có lời khai là không nhớ rõ, có lời khai chi tiết là bom, quýt, lê, bưởi. Mâu thuẫn với lời khai của cá nhân chứng là không có trái lê. Điều khó lý giải là mặc dù cũng là lời nhận tội, nhưng những lời khai đầu tiên ngày 21 tháng 3 năm 2008, chỉ sau hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra vụ án, Hải lại không nhớ đầy đủ và chính xác bằng những lời khai từ ngày 11 tháng 7 năm 2008, sau 6 tháng kể từ khi xảy ra vụ án. Đáng lưu ý đến ngày 11 tháng 7 năm 2008 là ngày hỏi cung có luật sư và kiểm sát viên tham gia, thì Hải đính chính nhiều lời khai của mình trước đó và khẳng định, tôi khẳng định từ các biện pháp hỏi cung từ ngày 11 tháng 7 năm 2008 và các biện pháp hỏi cung về sau này là hoàn toàn chính xác. Các biên bản lời khai hỏi cung trước đó cũng đúng, nhưng những nội dung này mâu thuẫn với biên bản lời khai từ ngày 11 tháng 7 về sau này thì lời khai từ 11 tháng 7 năm 2008 là đúng chính xác. Những điều này cho thấy độ tin cậy đối với lời khai của Hải là không cao. Do đó, nếu chỉ dùng lời khai nhận tội này làm chứng cứ chủ yếu để kết tội là không vững chắc. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều phản ánh cơ quan tiến hành tố tụng có sai sót, nhưng đều không chỉ rõ đó là những sai sót gì và vẫn dùng những chứng cứ được thu thập không dùng luật để kết tội. Đáng lưu ý, các phúc thẩm không những đồng tình với cấp sơ thẩm mà còn đánh giá những vi phạm đó là không nghiêm trọng qua kết luận. Cho dù rằng quá trình điều tra có những thiếu sót về tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng nhưng không nghiêm trọng, đoạn 4 trang 6 của bản án phúc thẩm, đánh giá này của tòa án hai cấp là không đúng vì những thiếu sót trong quá trình điều tra thu thập chứng cứ như đã được nêu trên, là những vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn, khách quan của các kết luận trong bản án. Kết luận: qua nghiên cứu hồ sơ, chúng tôi thấy việc tòa án hai cấp kết tội Hồ Duy Hải là chưa đủ cơ sở vững chắc, có đầy đủ căn cứ để giám đốc thẩm bản án hình sự phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa Phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Hồ Duy Hải bị kết án mức hình phạt cao nhất là tử hình, nên để đảm bảo thận trọng, chúng tôi cho rằng cần phải xem xét kháng nghị giám đốc thẩm vụ án này. Trên đây là báo cáo kết quả nghiên cứu của tôi về vụ án Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về tội giết người và tội cướp tài sản tại tỉnh Long An. Trân trọng kính gửi các thành viên đoàn giám sát xem xét.